chờ anh em mình lên vài món anh em. Nói chung bán cơm đại đầu mình bán luôn, mình không có dọn nữa. Tiếp theo của ngày hôm nay là D1. D1 cây này cây dũa anh, 300. Nó là đục cũng được anh. Mà cái này nó chế có cái lò xo sẵn, nó đẩy này ra thì nó thành dũa. Anh em có đầu mài khuôn thì gắn vô mài khuôn nha. Cây này keo Upachi hàng xịn á, 80W điện 100V nha. Đó, cái này là mình thổi đè nó tự thụt ra thụt vô luôn nè. Zin nó gắn cái dũa này nè. Đó, có cái dũa đây luôn nha, để dũa đồ á. Mình không xiết vô. Đó, nó dũa. Giá 300 nè, chưa bao gồm phí ship, cũng còn mở rồi, đẹp ok. D1 300, D2 2 vít này mình bán thanh lý sát cho anh em 200. Không phải sát mà mình chưa có làm cho nó chạy, chưa thay pin nó. Con này nè, con này độc lắm, xoay 360 độ, dặn mấy cái hẹp, khe hẹp đồ luôn anh em. Xoay được 2 nấc, 2 tầng luôn nha. Đó, xoay qua góc bên đây luôn. Rồi cái đầu này xây luôn. Đó, nó vô khớp nó nhảy vô. Một cây. Cây này nó ra bên nước ngoài á, mình bỏ đầu ra, mình lấy này tháo ra, mình xài vít ở bên ngoài nó quấn cái gì nè. Nó quấn gì nó thiết kế nó cắt công tắc nó cho chạy một chiều thôi. Mình nên mở ra nghiên cứu lại mấy cây này, thường là giống cây Hetman nè. Nhưng mà ở đây nó chuyên dụng đó, bán 2 cây 200 thôi. 3/6. D3 là bán mớ sắt đèn này luôn. 600.000 3 cây. Cây này cái này xài pin tiểu nè, 3 viên pin tiểu. Cũng còn được đẹp á, con này cái gì nó làm thẳng nhiệt rồi thì chắc cú lắm. Có chỉnh tiêu cự gen tốt ha. Cây này nó dây cũng còn khá, nó dơ nên em phải về giặt dây lại. Cây này thì nó xài viên pin sạc nè. Nhưng mà nó bị pin sạc. Sáng á. Cây này để rọi gần làm việc. Nó loại gần á làm việc mà dây nó bị đứt nè, lâu ngày một dây hết rồi, coi như mình bán xác, bán chung vậy là cho anh em về tự xào trẻ xài. Còn cây này thì cũng pin sạc, mà pin xài pin tiểu cũng được, pin sạc cũng được, mà nó đang bị hở ấy cái nắp nè, bị cây này mình mở khéo á, mấy cây này cũng vậy, khi đó nó chế mình mở khéo, mình dặn vô, mình đưa vô ngay ngàm rồi mình mới xoay, nó không bị bể, mình đưa vô ngay cái khạnh này mình xoay là nó bung liền. Đó. Giá là cái này như là pin sạc, nhưng pin này không biết là mình sạc nó có vô hay không nữa. Ha, 3 600. D3 600. D4 một cây đèn laser 400 bị đứt cái viền mica này thôi. Nhưng mà hoạt động là bình thường nha. Con này nó vậy. Thế 1, 2, 2. 2 chế độ à. Như 2 chế độ. Nhưng mà nó có chế độ nhấn giữ luôn á. Nó sáng giữ nhất ha. Sau đó mình thả ra nó mờ đi một xíu. Rồi mình nhấn cái nữa nó lu nè. Rồi nhấn cái nữa tắt. Nó vậy thôi.
nhưng led rồi thì còn đẹp lắm. Đó. Rồi. Giá 400 bể này nè, bán 400. Không có pin nha anh em, về bỏ 4 viên pin tiểu á, A đó. 4 viên này nè. Trong sạch sẽ. Đó. Mặt vàng ôm. Một cái đầu chuyển vít gốc này đi, nó không đi 200. Quải quải cho nên thôi chứ mình bán này đi, mai đóng hàng được nhiêu hay nhiêu đóng hàng nữa. Cái mình mua được rồi mình sang tay luôn, cái nào bán một vài món đi, bán đóng hàng cực. Con này là thuộc dạng là vít gốc mà nó lại là hẹp nhất nè, để nó xài cái mũi ngắn nè, như mũi vít mình đang xài hai đầu đúng không, hay không xài nó xem cắt một đầu rồi bỏ ở đây để mình xài cho nó mở những cái chỗ mà như là kẹt nhất luôn á. Nó mới chế dạng này 3 phân. Còn mấy loại kia nó làm cái đầu kéo nó u ra nữa thì nó dài thêm 1 phân nữa. Còn cái này thì nó kế vô chỗ hẹp nhất đó, nó làm lỏng lẻo vậy chứ không có gì đâu. Rơ thầy nó làm vậy đó. Nó bạc độ định vị trong đây, cái răng ở đây. À, giá 200 đây năm. Mua đồ bãi nè nè, cái này nè. Này chảy nước hư nè ha. Còn cái này nè, mua lúc mua không thấy, sao về lắc ra có 2 ngóc trong này luôn mới ghê chứ, không biết sao nó rớt ra. Nên mình tháo ra để nó hư. Con này nhìn cũng, mình mở nắp này ra thấy đẹp lắm mà nó lại bị vậy. Đó. Đồ giờ nó cũng, nói chung bán chậm mà này, giá mấy cái đồ này nó có xuống một chút thì mình cũng mua. Cái này giờ là mã số này nè, cũng mắc lắm. Mình mua mới mắc lắm, cây này nó còn đẹp lắm mà đều nó bị biến lại bị cái này. Thôi mình bán kiếm chút cà phê luôn, mấy cái này thì mình không bớt.